bắt đầu đêm tâm rồi. Giờ bác đi thì không ai nấu cứ để bây giờ nó cũng đêm đêm chứ rồi nó không phát hiện ra được tay mình lại con không làm đúng không, đâu có nhà ăn được không bỏ ấy không ăn được mà đầu bếp không ăn đâu, nhà không ăn được. Anh này đi ngủ đi. Nước ngon nhà. Ừ. Ngon không? Ừ. Ngon không? Ngon. Ngon hả? Ừ. Được hả? Được lên. Được. Ăn được không chưa? Dạ. Để nó ngon nghịch mà lấy còn ăn xong cho nó đúng dạ. Để cho tự nghịch trước rồi. Trong bình thường nào? Dạ. Ăn đi. Ăn đi. Đẹp phải ăn nha. À. Không bị cháu nghe gặp mà. Ừ. Mà quăng ngay 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 qua nè. Ừ. Đặt cho mình ăn mình nhà đá cực nè. Nha mẹ ta. Đặt bà hà mang sao không bày cho hè mẹ không? Chồng bà hà chứ. Tiếng là hứng. Bà. Tiếng này tiếng Mã Lai. Bà. Không tiếng Tàu quá. Tàu Lao. Ăn trưa về không ăn, xong tối thì nấu phần tầm 4 người, một mình không ăn hết được bác.
Tối về lúc 10 giờ không còn gì hết, không có dùng. Chưa, không ăn lại một bữa tối. Nấu hồi trưa ăn rồi. Là trưa về nhà lập tao nấu cơm không rồi. Không ăn. Tạm tạm gì đó, nhớ bệnh gì đó thôi. Không rồi về nhà mình có ngủ. Ông chiều chín tới vào tối là đói lắm ăn. Chiều ăn một cái thức ăn. Cơm một người ăn đó. Cho một chuỗi, hàng mà nấu nhiều quá, ăn ăn, cơm một người nước cơm, một cái cơm lên thì nó đang đi.